Vâng, xin kính chào các quý vị. Hôm nay tại phòng test lab Audio Thiên Hà, chúng tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn những phụ kiện, những điều kiện tốt để có một bộ dàn âm thanh hoàn hảo hơn nữa. Vâng, như các bạn cũng vẫn thường biết, với những bộ dàn quý thì cái hậu trường đằng sau rất là quan trọng. À, ngoài những đôi loa, những âm ly và những đầu nguồn dẫn, thì phần dây dẫn cũng như là phần lọc nguồn, phần dây loa và những hệ thống phụ kiện thì nó là một cái yếu tố quyết định đến bộ dàn tương đối là nhiều và để trong một cái sân chơi mà muôn vàn các hãng sản xuất dây khác nhau thì nổi lên có một dòng dây đó là dòng dây Nosdot đến từ nước Mỹ Vâng, với dòng dây này thì được sản xuất hoàn toàn ở thành phố Houston của bang Massachusetts của Mỹ và với ông chủ là ông Joe thì luôn mời các thầy phù thủy về âm thanh đến hỗ trợ cộng tác và có một đội ngũ kỹ thuật để đưa dòng dây này đạt tới một đỉnh rất cao của âm thanh, đó là sự chính xác, tốc độ nhưng không thể thiếu phần nhạc tính. Và hôm nay trước mặt các bạn đây, tôi sẽ xin giới thiệu dòng dây NOSDOT đã được Thiên Hà đặt order từ bên hãng về. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy dây đây là một dòng dây ba lăng. Vâng, chúng tôi vẫn quen gọi đây là dòng XLR thì đây là dòng dây này thì nó có một cái cả... nó trong kết nối thì nó giống như là định dạng nó giống như là của RCA thôi nhưng mà với những bộ dàn chuyên nghiệp thì người ta hay dùng các cái dòng dây ba lăng này với dòng dây ba lăng này thì khi đánh thì các tín hiệu âm thanh sẽ cho cái cường độ nó sẽ mạnh hơn khỏe hơn nhưng mà độ dynamic thì lại tốt hơn và những bộ dàn lớn căn phòng lớn mà cần độ động thì chúng ta có thể sử dụng những dòng dây như này Còn đằng sau để kết nối với phần nguồn điện thì nó đó đã cung cấp cho các bạn có những hệ thống nhưng mà hôm nay hiện tại thiên hà chúng tôi đang sử dụng và đang muốn hướng tới đó chính là dòng dây nó đốt vala hai và dòng dây này thì mới ra cách đây có khoảng hơn 2 năm thôi đó nhưng mà cái tính ưu việt thì nó rất là nổi trội vì sau mỗi một lần người ta đưa ra các dòng dây để người ta muốn nâng cấp lên thì nó đều phải có một cái tính hiệu quả và dòng dây nó, nó này thì các bạn nhìn đây thì thấy các sợi của nó, nó rất là trông cứng cáp. Đầu tiên thì các bạn nhìn thấy đây là một sợi các dòng điện nó có bọc các sợi tép lông màu trắng. Và trên này thì nó có một cái mã thương hiệu là Vala 2. Và hai đầu bọc này thì đều được sử dụng bằng các cái màng chống nhiễu, các cái sóng như sóng V3, sóng RMI tức là những cái sóng điện từ để đưa vào đây và đầu này là đầu C15 và khi nói đến dòng đó Vahala này thì cũng đã được xếp vào trong những định dạng dòng dây tốt của dòng Ultra High End rồi và các kỹ sư của hãng thì đi đến đâu cũng nổi đình nổi đám với những cái phân khúc để là trải nghiệm và thử và cho các cái dòng dây này có một cái sự thể hiện được hết cái bản chất của cái màu sắc âm thanh này còn hôm nay thì cũng là một ngày rất đặc biệt đối với Thiên Hà thì khi các sản phẩm của dòng Vala 2 đã hội tụ đầy đủ về tại Thiên Hà. Và dây này chính là dây 3m chúng tôi sáng nay vừa mới nhận được. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin bóc thùng, khui thùng để chúng ta cùng có một cái sự cảm nhận về cái dây này. Sau đó là qua thời gian rà bơn của bên hãng cung cấp về cái phần nguồn đĩa để chúng tôi rà bơn thì chúng tôi sẽ đưa lên để đánh trình diễn cho các bạn cảm nhận đó chính là những dòng Refident của hãng giờ tôi cùng các bạn cùng trải nghiệm và các bạn nhìn đây thì thấy đây là một cái khối hộp rất là bằng cắt tông nhưng mà qua bóc nhiều thì chúng tôi cũng biết là khi bóc về bên trong thì nó sẽ có một hộp gỗ như thế này và nó sẽ được đựng ở trong hộp gỗ này và hai mặt thì đều được lót các mút xốp và trên này thì nó có một quyển catalog của hãng đây là giới thiệu về dòng Vala 2 và các quy trình của bơm in của dòng dây này qua một cái đĩa test như thế này và các sản phẩm của cái này thì nó sẽ có nhiều dòng sản phẩm khác nhau như là dây nguồn, dây loa và dây RCA hoặc là dây ba lăng hoặc là dây của Phono và sau đây là một cái quy trình sâu hơn nữa là để khi mình kết nối các dòng dây này với các hệ thống chung của một thương hiệu North Dot thì với các màu sắc âm thanh như thế này thì đây là một cái phần mình cũng phải lên lưu ý để tìm được cách phối ghép cho nó chuẩn còn đây bên này thì là thông số của chế độ bảo hành của hãng đó khi các bạn mua được hàng chính hãng thì bao giờ thì các bạn cũng sẽ được quyền lợi và bảo hành và thời gian có thể được bảo trì hoặc các bạn có thể muốn thay đổi các cái đầu để khi các bạn kết nối thì sẽ được hãng người ta hỗ trợ còn các bạn thì sẽ phải trả thêm một mức phí rất phù hợp thôi thì cái đấy chỉ là những cái điều cơ bản của dòng nosdot muốn đưa tới cho các bạn tiêu dùng còn hôm nay thì tôi thích là bây giờ là tôi phải được khui ngay Thì đây là tôi chờ đợi cũng tương đối là lâu rồi từ ngày sale bên công ty đặt thì đến hôm nay thì tôi mới trực tiếp được sử dụng chào dạ, mời các bạn vâng đây là quyển catalog đi theo hộp dây này vẫn giống như các hộp kia nhưng mà trong này thì người ta cũng sẽ đề thêm về các cái số bảo hành cặp dây loa Nordos Vala hai này có cái giá lên đến gần 400 triệu tương đương bằng một chiếc ô tô bằng trước mặt các bạn đây nó trông nó chỉ nhỏ gọn thế này với một công nghệ hàng đầu thế giới để dành cho các ngành hàng không vũ trụ thì hãng Nordos này đã đưa những dòng dây này đến cho các audio file trong thế giới âm nhạc nó là một một sự rất là vô hình về cái cái sự cảm nhận nên chính vì vậy vừa chỉ có những dòng dây này thì mới đưa được những cặp loa những chiếc âm ly rồi những đầu cd hoặc là những nguồn dẫn đến thăng hoa của con người các trước mặt các bạn đây đây chính là cặp dây 3 mét tại sao chúng tôi không dùng cặp dây 2 mét 2 mét rưỡi phải 3 mét vâng vì những cặp này là để chuyên đánh phục vụ cho những đồ dòng lớn, tức là dòng Redford, dòng N thì khi từ cục power đến phần loa là nó sẽ kéo dài nên chính vì thế chúng tôi đã dùng này và để các bạn cảm nhận đây thì ở trên này nó đều được bọc các cái lớp màng co ly lông như này đó và đây là cái nhận diện ra mã thương hiệu cũng như ở trên này thì đây là những rắc nhưng mà dân chơi thường quen vui mồm gọi đây là chính là rắc càng cua được mạ vàng Và với một công nghệ đu tức là dùng ta đánh đây thì trên này nó sẽ có bốn hướng dây để đánh ra theo ở định dạng sinh Noel tức là hai cặp dây đen và hai cặp dây hai cặp dây trung tính hai cặp dây dương như đây thì các bạn sẽ nhìn đây các bạn sẽ nhận ra nó đót thì phải nói đến sự tốc độ và chính xác thì tất cả những dây này đều được sử dụng những chất đồng rất đặc biệt là đồng OFC nhưng sau đó đã được phủ những lớp bạc đặc biệt ở trên để chuyển hiệu uh, chuyển tín hiệu âm thanh đi đến với tốc độ nhanh nhất hiệu quả nhất và tránh suy hao thì đó chính là cái tiêu chí của các kỹ sư cũng như là các nhà sản xuất ra dòng Nordstrom này và với dòng Nordstrom này thì luôn cho một chất âm tức là rất là trung tính nhưng mà cái quan trọng là nó có sự tự nhiên cao tức là cái sự trung thực với bản thu gốc. Thì hôm nay thì trước mặt các bạn đây các bạn đã thấy có một cái sự cảm nhận về dòng dây này. Và dòng dây này thì khi các bạn bóc ra như thế này thì các bạn cũng phải có một thời gian già bơn lên tới gần 200 giờ để cho tất cả các ion và các electron nó đi cùng một hướng. Và các bạn phải luôn nhớ là cắm theo đúng hướng của dây theo quy định của nhà sản xuất. Cộng thêm với dòng dây này là những dòng dây rất là quý có giá trị thì các bạn phải dùng các hệ thống chân kê lên để tránh bị rung chấn khi xuống sàn và bảo, bảo, giữ cho dây luôn lúc nào ở trong cũng tình trạng tốt nhất còn sau một thời gian các bạn dùng khoảng một năm từ 6 tháng đến một năm thì các bạn có thể dùng một cái sợi dây ta dùng một khăn ẩm tức là cái độ bông xốp nhẹ các bạn nhúng nước ấm và các bạn lau để bảo trì cái dây này và sau khi khô thì các bạn lại cắm vào hệ thống còn với các cái đầu như là rắc càng cua này thì sau một thời gian dùng thì các bạn cũng luôn nhớ là phải siết lại vì khi với nhiệt sinh ra thì các rắc hoặc là các cái đầu của vít của chân loa thì nó sẽ bị lỏng thì các bạn sẽ siết lại để tránh tình trạng bị mô ve và bị sinh ra chạm chập đó là những điều tôi muốn lưu ý để dành cho các bạn còn hôm nay thì cũng thật vui khi team thiên hà đã có một cái buổi chia sẻ về dòng dây nosdot với cái giá trên 400 triệu này nhưng với một hy vọng gần đây nhất thì thiên hà sẽ được lên đến dòng odin này đó với những dòng Odin này thì với những phân khúc dây hàng đầu thế giới rồi thì có những cái dây lên đến hàng tỷ thì lúc đó thì tôi muốn có một buổi chia sẻ sâu hơn nữa về dòng này còn hôm nay thì cũng nhân buổi này xin chúc các bạn có một sự cảm nhận về dòng dây này và các bạn luôn lắng động lại xem mình thích dòng dây nào còn nếu mà muốn tìm hiểu sâu về những dòng của dòng dây Noctloss thì các bạn hãy đến thiên hà audio chúng tôi điểm đến của người yêu nhạc để À, mình đi mình tham khảo trước khi mình quyết định mua một dòng dây nào Để nó cho nó phù hợp với cả bộ dàn mình yêu thích Và xin hẹn các bạn vào một youtube sau Để có nhiều trải nghiệm sâu hơn nữa Xin chào và hẹn gặp lại